Sau gần nửa tháng các bạn ạ, bắt đầu mới gặp lại đàn. Đấy, đi ra đi. Đi đi. Kìa. Ra. Kìa, con chim con nó nhìn thấy nó ra đón đây các bạn kìa. Con chim con nó sống rất tình cảm nhá, đây nó ra đón này. Đấy đấy, ghê chưa? Ghê chưa? Hai thằng nó chơi với nhau từ bé mà nó nhận ra nhau, ghê chưa? Ôi trời ơi, chim con ghê chưa? Ôi thương chưa? Ô chim à. Chim à. Ôi nó nhận ra nhau ghê chưa? Ừ đấy, chim lớn đây. À mày, cái kìa chim lớn kia kìa. Đấy, ghê chưa? Ghê chưa? Nó cảm ơn mình như sao ấy? Nó cảm ơn mình đấy. Đấy, đi đi. Thôi đi đi. Dắt chim lớn đi. Chim lớn khỏi rồi đấy. Đi đi. Cái con chim con nó chạy tít rồi kia vào đây nó đón chim lớn ra ngoài đồng. Ghê chưa? Một tình bạn đúng nghĩa là một tình bạn đẹp. Các bạn có còn nhớ ngày xưa khi mà mình mới mua chip lớn về không? Nó chỉ có mỗi mình chip lớn thôi. Thế sau này mình có mua thêm chip bé. Thì ngày đầu chip bé mới về với gia đình mình ấy, thì chip lớn kiểu là vẫn chưa chấp nhận ấy. Đang chơi một mình với anh Quế quen rồi, cho nên là hắn có thêm một cái người nữa, đâm ra hắn cũng không thích, cứ bắt nạt em suốt ngày ấy. Thế nhưng mà sau vài hôm thì là hắn đã chấp nhận chip bé. Và kể từ đó trở đi thì hai thằng chơi thân với nhau như hai cái viên kẹo ấy, dứt không ra. Thật sự là cái con chip lớn thì nó chỉ lớn hơn thôi, nhưng mà nó tồ tè lắm, nó không có lanh lợi như con chip con đâu. Cái con chip con thì nó biết nhường nhịn chip lớn này, nó danh hơn này, và nó cũng thông minh hơn nữa. Mình nhớ cái ngày mà chip lớn nó ốm ấy, thì chip lớn mình chữa rất lâu ngày không khỏi ấy, thế sau phải mang đi viện. Cái ngày mà mang đi viện ấy, thì chip con ấy nó cứ chạy theo mình suốt ấy. Mình phải đuổi nó về thì nó mới về. Nó nhất định là không cho mình mang cái con chim lớn đi. Thế đến lúc mà mang chim lớn về viện rồi thì mình cứ đặt con chim lớn ở đâu là con chim bé nó cứ quanh quẩn ở đấy. Nó trông con chim lớn, không cho một con gì đến gần luôn. Cái con chim bé này nó sống rất tình cảm. Phải nói là thực sự là mình cũng yêu thương hai con vịt này của mình thật. Mình gọi chúng nó là con chim chip đấy. Đúng nghĩa là một tình bạn đẹp. Chú họ Hàn đây rồi. À đây đây đây. Con chào bà nha, cháu chào chú. Chú ơi, chú gói cho cháu một cái máng thức ăn cho dê được không ạ? À, chú gào gói cho cháu bằng tôn hoặc là bằng inox cũng được. Thì để sau cháu gửi ảnh cho chú đây ạ. Đây chú lấy cho cháu cái thùng này làm mẫu này. Đấy chú làm cho cháu một cái nó như thế này. Đây như thế này. Một nửa cái thùng như này. Cái này gì? Vâng. Đây, dài dài thì lên đây. Dạ vâng vâng ạ. Thế là đi 27 phân. Vâng, 27 hoặc là cho cháu 30 cũng được. Ừ, 30 thì không sao. Cho cháu 30 cho nó rộng ra. Đấy. Cao thì nó 15, 16. Vâng, ok. Được chưa? Cho cháu chiều dài là 1m7. Đấy, sao chú cho cháu cái đai sắt bằng sắt 6 cho chắc. Đấy nhé. Thì tầm khoảng hơn tiếng cháu lấy được không chú? Không, không. Nó phải chiều. Chiều á? À thế à? Hay là giúp cháu lấy ngay được không? Không, lấy phải chiều mới lấy được. À thế à? Phải cháu lấy gọn phải ấy nhưng thôi. Vâng, vâng. Còn huấn chứ. Dạ vâng, vâng. Nhìn thế thôi. Ôi, em chào bác. Bác để cho em cái camera bác ở trong nhà. Vâng. Chị, em muốn mua của chị thêm một cái cam nữa. Chị để cho em cái cam mà nó ngoài trời mà hàng nét nét một chút đi ạ. Ôi, là
keo này. À, ngon ngon ngon. Tạt vào ngay. Hả? Mình chào tất cả các bạn nhé. Mình có đi mua lên một cái chiếc cam về để lắp vào trong cái chuồng dê ấy, để kiểm tra xem là dê nó phát triển như nào và là xem dê con đẻ như nào. Thì đi qua đây mình thấy có một cái cây keo này. Mình nghe các bạn hôm qua bảo là cái con dê của anh ấy nó rất chi là thích ăn lá keo. Thì ở quê mình là gần như không ai trồng keo. Thế đúng lúc đi đường về lại gặp cái cây keo ở đây. Đấy, hợp lý phết đấy. Để bây giờ mình sẽ ngắt cho con dê ít lá keo nhé. Đây, hy vọng là về nó thích. Xong đó là về mình sẽ kiếm thêm đồ ăn khác cho chúng nó nữa. Lá keo chắc chỉ hôm nay mình vặt được thôi, chứ có mấy khi mình có thời gian mà lên tận trên này đúng không? Đây, có ba con dê thì cũng không phải là quá lo lắng lắm về đồ ăn rồi. Ui, hoa keo thơm thế. Ui, mình ngửi cái mùi hoa keo này mình lại nhớ cái thời học sinh nhá. Bởi vì là thơm quá. Mùi hoa keo với mùi hoa bạch đàn nữa. Cái thời học sinh là cái cây keo này ở quê mình ấy là người ta trồng ở trong trường rất là nhiều. Cho nên là mình ngửi cái mùi hoa keo này mình nhớ cái thời còn đi học. Cái trường mình ở đằng trước mặt mình kìa. Cái trường ở phía này các bạn này. Đấy. Trồng nhiều keo nữa, nhưng bây giờ người ta chặt bớt, người ta để mỗi xà cừ thôi. Đấy, ngon. Cái này thôi, không về héo lại phí mất. Công nhận cái mùi hoa keo này nó thơm thật. Nó có một cái mùi thơm mà kiểu gì nó rất là nhẹ nhàng nhá. Mình đã về nhà rồi. Để bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái chuồng dê này rồi cho dê ăn. Không thì chúng nó đói quá rồi đấy. Từ hôm qua ăn giờ là mình độc cho nó uống nước với lại cho nó ăn một tí lá mít này. Đấy, đây, cái này ở đây, lá keo để đây, rồi là cái camera mình để đây, tẹo lỡ mình nắp xong. Nhìn gì? Đói à? Mấy con dê này nhìn thấy đồ ăn hán hóng ghê chưa? Đây các bạn nhìn thấy cái vấn đề vệ sinh cái chuồng dê của mình có hợp lý không? Bên trên phân dê nó vệ sinh ra nó rơi dưới này. Rơi dưới là bê tông là mình bây giờ mình rửa một cái là sạch sẽ luôn. Trôi hết xuống dưới thùng kia. Nước ở thùng kia lại mang lên tưới hoa hồng. Đấy. Để bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm đồ ăn cho con dê nhá. Hôm qua các bạn bảo là cái lá xoan là một này. Với lại cái lá keo này là 2 này. Với lại cái lá gì nhỉ? Lá mít là 3. Với lại cỏ voi là 4. Thì bốn loại thức ăn đấy là dê đều thích. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cùng một lúc cả bốn loại thức ăn đấy nhá. Cỏ voi nhà mình ngoài vườn thì có này, lá mít có đây rồi. Giờ lá xoan là mình nên trên về đây mình kiếm thôi. Nhanh chóng để về cho chúng nó ăn, không chúng nó đói quá rồi. Đang hóng đây này. Ý. Lá xoan thì đơn giản ngay. Ở trên đỉnh đê này nhà mình có một cây xoan nhỏ này. Đấy. Không khó kiếm lắm. Đây. Thích lá xoan này. Có ngay lá xoan. Nó ăn cái đồ ăn gì mạnh là sau mình sẽ kiếm cái đồ ăn đó cho nó nhiều hơn. Có ngay là sao? Cỏ voi nữa. Cái cỏ voi nhà mình thì tha hồ nhiều luôn. Thích cỏ voi à? Có cỏ voi ngay. Thấy cả một dãy này dài cỏ voi này. Đây. Tầm giờ cắt cỏ voi thì không no là nó bị xương nữa. Sáng sớm thì mình không dám cắt bởi vì mình có lôi thỏ với lôi chuột lang rồi, cho nên mình biết là cái cỏ voi hay là cái cỏ gì chăng nữa, muốn cắt cho động vật ăn là phải để cho nó khô hết xương đi. Rồi, ok, ba loại, bốn loại thức ăn. Một bên là lá xoan này, một bên lá mít này, và một bên lá keo này, và một bên là cỏ voi, để mình xem là nó thích ăn loại nào hơn nào. Đây. Đồ ăn. Nào vào đi. Ấy, con này làm sao thế? Vào đây xem nào. Đấy, xem nó ăn lá keo trước nhá. Một con đầu tiên là ăn lá keo rồi này. Để xem những con kia nó ăn cái gì nào. Cái con này ăn lá mít này. À, cứ con nào ở gần đâu là nó ăn đấy các bạn ạ. Chứ cũng không phải là nó chọn cái gì đâu. Nhưng mà hai con kia là mình thấy nó ăn lá keo rồi. Đấy. Ừ. À, con này cũng đang chuẩn bị sang chọn lá keo. À, không phải, nó vẫn đang ăn lá mít. Mình nghĩ là chắc là nó gần cái gì nó ăn cái đấy đấy. Tất cả các loại rau này là mình dùng cho chúng nó là chúng nó đều thích cả hay sao ấy. Để mình xem lại một lần nữa, mình quay cái cỏ voi về đằng đấy xem nào.
À đây, đấy đấy, nó bỏ cỏ voi các bạn ạ. Nó bỏ cỏ voi nó chuyển sang lá mít. À, chứng tỏ cỏ voi nó cũng không ăn mạnh lắm. Nó ăn lá mít với lại gì nhỉ? Ăn cái lá keo. À đây cũng bắt đầu ăn cỏ voi rồi đây. À, nói chung là cái gì cũng thích. Cái gì cũng thích, thôi được rồi. Lần sau nếu như mà có rất nhiều loại rau thì mình sẽ băm trộn lẫn vào với nhau để cho chúng nó ăn cho nó tốt. Còn thì hôm nay lần đầu tiên mình thử, mình để kiểm tra xem là liệu nó thích ăn cái loại rau gì, thì sau này mình sẽ siêng năng hái nhiều loại rau đó để cho nó ăn hơn đấy. Nhưng mà cái lá keo này hình như đúng là nó thích hơn thật các bạn ạ. Ôi dồi ôi, keo đổ mất rồi. Vâng, chào mừng Easy Lead. Ái già có cam rồi các bạn này. Ái sẽ ngon ở trên máy quay này các bạn này. Ái, vậy là mình đã lắp xong cái chiếc cam cho cái con dê rồi. Để bây giờ mình sẽ chỉnh góc quay để xem làm thế nào mà nó nhìn được cả bên dưới lên nhé. Đây này. Ồ, nó không nét mấy nhỉ. Ồ, cái góc này mình chỉnh nó bị ấy rồi. Đây, mình chỉnh quặp xuống đất như này này. Đấy, ồ, hơi lệch lệch. À đây, cái vải bóng này mình chưa bóc ra, đâm ra nó không nét là phải. Ây giời, lét cứng luôn đấy. Ây da, thế là chắc rồi. Cái cam nó phải hơi trúc xuống đất như thế này thì mới nhìn được cái hình ảnh ở trong chiếc video này các bạn này. Đấy, các bạn đang nhìn đi mình với lại đàn dê. Đây, để mình đứng dịch ở đây cho các bạn nhìn cái đàn dê này. Đấy, đúng không? Đấy, có thể nhìn được bao quát hết cả cái lèn chuồng. Nếu như con dê nào mà nó đẻ nào mình có thể nhìn thấy ngay. Và điển hình như là con dê này này, hình như là nó đang đau bụng hay sao này. Đây, vô ẩn đây mình được 1-2 hôm lại đẻ luôn đấy chứ. Rồi, ok. Ôi, cái rau nó bắn tung tóe hết ra ngoài này này. Để mình nhặt cho nó cái rau ở đây cho nó ăn đã. Đấy, thế là đã xong rồi. Còn thiếu cái máng thức ăn của nó nữa thôi thì chiều mình lấy mình về mình nắp cho nó sau. Còn cái nước này thì chắc là mình sẽ phải đi mua cho nó hoặc là tự tay mình thiết kế một cái uống nước khác, chứ không uống thau này không được. Bởi vì là nó vệ sinh ra sau phân dê nó rơi ở trong đấy là sau nó uống luôn thì nó cũng bị hại ấy. Cái thau này mình để tạm thời thôi, mình tạm thời chưa nghĩ ra cái cách mà cho nó uống nước hiệu quả nhất. Sau mình chế sau. Thế là yên tâm rồi. Ai xa. Bye bye nha. Quế ơi. Quế ơi. Quỳnh ơi. Quế ơi. Quế ơi. Quế gọi đi Quỳnh ơi. Gọi đi. Quỳnh ơi. Gọi Quế cơ mà. Quế ơi. Quế ơi. Gọi đi. Quế ơi. Nó bảo gì vậy? Quỳnh ơi. Anh Quế ơi. Quế ơi cơ mà. Em bảo Quế ơi đi. Quế ơi. Quế ơi. Quế ơi. Gọi đi. Quế ơi. Gọi lịch sự. Xem anh nào. Quế ơi. Không thể không thể bắt về ạ. Hôm nay mình nhờ Khâu Khả Lăng là sẽ cắt chỉ cho con vịt các bạn ạ. Bé vịt thì cũng được mình đi mổ đến hôm nay là tầm khoảng nửa tháng rồi. Thì theo lịch là 10 ngày mình cắt chỉ được ấy, thì mình vẫn cứ để cho nó lâu lâu hơn là tầm khoảng nửa tháng để cho nó an toàn. Bây giờ mình sẽ thả nó ra để cắt chỉ nhé. Nếu cắt chỉ xong mình kiểm tra chân của nó mà ngon lành thì mình sẽ thả nó ra ngoài đồng cùng với bạn bè nó luôn. Đấy. Đây. Ấy, sướng. Chân đỡ tập tễnh hơn rồi đấy. Mấy hôm nay mình cho ăn giảm cân tập dạng đỡ hơn rồi đấy. Cắt chỉ nhá. Sao? Không nghe à? Cắt chỉ có đau đâu. Lào nghịch cổ áo. Ui giời, lại nhút cái dây chuyền đấy. Lại đứt từ ta bây giờ đấy. Im đứng ở đây, im đứng ở đây nhá. Bây giờ vặn ngửa ra nhá. Đấy, vặn ngửa ra cho nó ngửa cái bụng ngoảnh cái đầu về anh. Đây đây, vặn ngửa hẳn ra. Thế. Ôi dồi ôi, bụng bẩn quá. Chị bạn, bẩn bụng quá. À, xem dơ hẳn cái chân anh xem nào. Xem là niền chưa. À đây niền rồi đây. Đây các bạn này niền hết rồi này. Đấy. Bây giờ mình lấy cái bấm cắt cho anh rút từng cái đầu chỉ ra một. Ok rồi đấy. Tất cả những cái vết thương của Chip bây giờ là đều khô hết rồi các bạn này. Có vẻ là hơi sưng một tí, thế nhưng mà đây là cái sưng của cái vết thương cũ ấy. Mình không dám cắt sát quá sợ vào xương của Chip cho nên là vẫn là hơi sưng. Còn cái vết thương mà khâu bây giờ đã liền rồi. Dậy đi Chip ơi. Dậy, đừng nói béo óc, dậy được nhá. Đi có ra với bạn không?
ra với bạn đi. Đi. Ấy xa, con này. Ấy. Bây giờ mình sẽ lừa chip ra ngoài đồng cùng với bạn của nó nhá. Để mình bế chip đi một đoạn đường cho nó đỡ vất. Đây, từ đây ra ngoài đồng là một đoạn đường cũng khá xa mới ra đến đàn bạn của chip đấy. Sau bụng của chip có vẻ là nó gầy hơn rồi đấy. Gầy hơn trước một chút rồi đấy. Béo quá cũng không tốt đâu các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy bạn chưa? Kìa, một đàn bạn ở ngoài đồng ấy kìa. Đấy. Sau gần nửa tháng các bạn ạ, bắt đầu mới gặp lại đàn. Đấy, đi ra đi. Đi đi. Kìa. Ra. Kìa, con chip con nó nhìn thấy nó ra đón đấy các bạn kìa. Con chip con nó sống rất tình cảm nhá, đây nó ra đón này. Đấy đấy, ghê chưa. Hai thằng nó chơi với nhau từ bé mà nó nhận ra nhau, ghê chưa. Ôi giời ơi, chip con ghê chưa, ôi thương chưa. Ô chip à. Chip à, ôi, nó nhận ra nhau ghê chưa. Ừ đấy, chip lớn đây. À, mày, kia kìa, chip lớn kia kìa. Đấy, ghê chưa, nó cảm ơn mình như sao ấy, nó cảm ơn mình đấy. Đấy, đi đi. Thôi đi đi, dắt chim lớn đi. Chim lớn khỏi rồi đấy. Đi đi. Cái con chim con nó chạy tít người kia vào đây nó đón chim lớn ra ngoài đồng. Ghê chưa. Đấy. Khôn lắm các bạn ạ, cho nên là làm sao mà lỡ thịt được cái con vịt như thế. Các bạn bảo là nó ốm ấy, có một số bạn bảo nó ốm thì thịt nó đi, mua con khác mà nuôi. Nhưng mà các bạn nghĩ thế thôi, nhưng mình không nghĩ như thế được. Nó là một con vịt nhưng mà nó không giống như con vịt bình thường. Thông minh lắm các bạn ạ. Nó ở với mình từ lúc bé đấy. Nếu như mà mình mà không mua chúng nó từ ngoài chợ về nuôi thì chắc bây giờ chúng nó đã thịt lâu rồi. Bởi vì là dòng vịt này người ta mua về người ta chỉ nuôi tầm 45 đến 50 ngày là người ta đã bán thịt rồi. Làm gì có ai nuôi đến tận hơn 2 năm, gần 3 năm như mình đâu. Ghê kìa. Thôi được rồi, ra ngoài đồng. Tối về nhá. Thật sự là nhìn chúng nó dễ thương cực kỳ luôn. Ồ, mấy con vịt cỏ chạy đâu ấy nhỉ? Mình còn thiếu vịt, mải mê nói chuyện ở đây nhưng mà thiếu vịt cỏ ở đâu ấy nhỉ? À kìa, đấy, một đàn vịt nhà mình vẫn ở ngoài kia kìa, chứ không phải là các bạn lại tưởng mình thịt mất. Đấy, đây, nhiều lắm. Vịt cỏ ra ngoài đồng nó tách riêng ra thành một đàn khác. Thôi kệ chúng nó chơi ở đây đi, để bây giờ mình về mình lấy cái máng cho cái con đấy, cho cái con gì nhỉ, con dê. Chim lớn vẫn còn hơi yếu chân các bạn ạ, vẫn hơi yếu chân. Nhưng mà không sao đâu. Wow. Không một bóng người luôn. Cái không khí của chợ giật là khác hẳn so với buổi sáng đúng không các bạn? Ở quê mình ý, thì có hai cái chợ lớn, đó là chợ Bầu và chợ Giật. Thì là họp theo phiên, tức là cứ đến ngày thì chợ bắt đầu mới mở cửa để cho mọi người họp chợ ấy. Còn những ngày thường thì là không có. Ở quê các bạn thì chắc là cũng có một số vùng quê là có chợ phiên đấy, nhưng mà đa số chợ ở quê bây giờ là những chợ nhỏ lẻ ấy, là họp từ sáng đến tận tối luôn, gần như họp cả ngày. Còn ở quê mình có hai chợ lớn là chợ Giật với chợ Bầu là họp theo phiên nhé các bạn ạ. Trước khi mình ra lấy cái máng thì mình vào đây mình mua ít thuốc tẩy giun cho con mèo. Dạ em chào chị, em có con mèo tầm 7 lạng thì em muốn mua thuốc tẩy giun cho nó chị ạ. Không biết là chú ấy đã gò xong cho mình nhỉ? Ở đâu nhỉ? Ở đây đây. Tí nữa thì nhầm nhà. Chú ơi, cháu chào chú ạ. À, cái máng của cháu được chưa chú? À vâng, cháu cảm ơn chú. Ở đâu của cháu đâu? À đây. Ở mép ngoài cùng chú có tán cho cháu không? Có ạ. À quên mất, lúc đầu cháu đang định dặn chú ở thế này. Là chú cho cháu cái xem. Cái sắt 6 là quấn vòng quanh, sau cháu lấy cái đầu sắt 6 đấy thừa là cháu treo luôn vào tường. Đấy, sắt 6 cười cho quấn thế này. Đâu, quấn vâng, tức là cháu quấn cái miệng này nữa này. Đấy. Như làm cái miệng này có lâu không chú? Còn làm miệng đấy, vâng. Đâu. Đâu quá. Về hàn luôn vào đấy cũng được. Về hàn vào đây á? Ừ. Vâng. Về hàn luôn vào đây nhỉ? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, thế cũng được chú ạ. Thế của cháu hết bao tiền hả chú? 300.000 à? Thì chú giải vật quá. Vâng. Thôi thì cố gắng hộ cháu chắc chắn là được. À, rồi. Cháu cảm ơn chú nhé.
khóc nước mắt sẽ mang em đi. Em ơi đừng mơ, em ơi đừng tin, em ơi đừng nhớ. Xin lỗi nha, sorry nha, sorry nha. Ok ngay. Đúng là thời buổi công nghệ thật. Chỉ cần có ý tưởng thôi là cái gì cũng xong hết. Bây giờ mình đã làm xong cái chiếc máng cho con dê rồi đây này. Rất chi là chắc chắn các bạn ạ. Cái chiếc máng này mình thiết kế là làm hai cái móc này. Ví dụ như là mình muốn nhấc ra ngoài để vệ sinh ấy, thì mình có thể là bỏ hai móc này nhấc ra rồi là mang đi rửa ráy vệ sinh, rồi sau đó mình lại nhấc lại vào đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho dê ăn từ cái này nhá. À quên, mình bỏ cái thau nước ra này, không nó dẫm vào nước. Có mỗi cái chỗ cho uống nước thì mình chưa thiết kế được thôi. Còn này tạm thời là cái máng này thì mình cũng đã học theo các bạn ở trên mạng cũng như là nhà anh chăn dê về, mình đã làm được cái máng như này rồi này. Đây. Đấy. Hay xa. Quá hợp lý luôn, rất chi là xịn sò. Nếu như mà dê mà ăn thừa thức ăn ấy thì mình sẽ cầm mình gạt hết ra đằng xuôi này này. Đấy, còn nếu như mà nó mà vẫn còn thức ăn thì là nó cứ ăn ở đây này, nó ngoảnh ở đây nó ăn cho nó sạch sẽ rồi là nó không bị phân dê nó dính vào nữa. Ngon rồi. Đấy. Được đấy, hợp lý đấy. Ngon. Rất chắc các bạn ạ, chắc lắm. Meo, meo. Ra để uống thuốc đi. Giờ mình mới có thời gian để cho bé mèo này uống thuốc tẩy giun các bạn ạ. Cái hôm cách đây khoảng độ nửa tháng rồi, mình có tẩy giun bằng cái loại thuốc nước cho bé mèo này rồi. Thế nhưng mà thấy bụng nó vẫn to quá. Và hôm nay thì sau một thời gian dài mình chăm sóc, thấy bé mèo cũng khỏe hơn rất nhiều rồi này. Và cái phần lông bụng các bạn có thể nhìn thấy là trước là nó bị dính keo nhỉ. Bây giờ thì nó đã lên hết lông mới rồi này. Ui mà nó có cái màu đốm đốm gần như giống con mèo Benga nhỉ. Đấy các bạn nhìn này. Ui. Ấy đây, còn ở phía bên này. Phía bên này đây là một bé mèo mà có một chị ở dưới đông bên nhỉ? Hải Dương. Ở Hải Dương, chị ấy gửi mình nuôi. Đây, đây là một bé mèo lông dài. Bé mèo này là bé mèo đực các bạn ạ. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy. Đấy, bé chị ấy gửi mình cũng được 1-2 hôm rồi. Nhưng mà mình bận, mình không có thời gian báo cáo với các bạn, cho nên là hôm nay mình có thời gian báo cáo. Đây, để mình cho con mèo này nó uống thuốc tẩy giun cái đã. Một con mèo mà mình nhặt ở ngoài vệ đê, cứ tưởng chết rồi nhưng mà hóa ra là nó vẫn cứ sống được. Đây, đây, đây. Thuốc anh để xe em cất đâu rồi sao ấy? Em tự cầm vô. Đấy đấy. Meo. Anh tự vào chuồng này. Đấy đấy đấy, để cho nó uống thuốc. Bụng to quá. Con này giờ nó cũng lớn phết rồi đấy. Cái lúc mình nhận nuôi, à quên, lúc mình bắt được bé mèo này ở vệ đê ấy, mình đoán nó chỉ được tầm khoảng 2 đến 3 lạng thôi, nhưng bây giờ thì chắc phải gần cân rồi đấy. Ừ, nhìn không biết uống kiểu gì ta nhỉ. Ấy, giời ơi. Đâu, một cái viên đấy chia làm 6 cho anh. Bẻ làm đôi sau là bẻ làm 6. Vài bữa nữa là đẹp ngay. Nhưng mà cũng hơi gầy.